Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Thái Nguyên được biết đến không những là cái nôi của chiến khu Việt Bắc mà còn nổi tiếng với những vùng chè như là Tân Cương, La Bằng, Tức Chanh. Không chỉ bó hẹp ở thị trường nội địa, chè Thái Nguyên hiện đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới như Nga, Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu và vùng Trung Đông. Tuy nhiên, việc tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước và xuất khẩu đang là vấn đề không nhỏ đặt ra với ngành sản xuất chế biến chè của Thái Nguyên. Chè Thái Nguyên mặc dù được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, nhưng chủ yếu chỉ là nguyên liệu thô với giá bình quân chỉ bằng 60% so với giá thị trường thế giới. Các mặt hàng chè chế biến chưa thực sự đa dạng, phong phú về chủng loại mẫu mã, có rất ít doanh nghiệp đầu tư vào thương hiệu, đóng gói gia tăng giá trị cho trà cũng như đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ. Tình hình xuất khẩu chè trong năm vừa qua vì là cái số lượng mà trước giờ Việt Nam xuất khẩu thô rất là nhiều mà cái lợi nhuận nó không được cao, thường là dưới một nước trung gian là nước thứ ba. Trà Việt Nam thì cũng có cái giống và có cái khác với cả trà trên thế giới, nhưng mà nó vẫn có những cái nét rất là riêng, và tôi muốn là mang lại những cái đấy và cho thế giới hiểu thêm về cái trà Việt Nam. Để chè Thái Nguyên phát huy sức cạnh tranh và khẳng định vị thế là cây đặc sản, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên, doanh nghiệp buộc phải tập trung vào nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, mẫu mã và đi liền đó là xây dựng thương hiệu. Chè xuất khẩu phải qua quy trình đánh giá chất lượng rất nghiêm ngặt, từ các điều kiện về tự nhiên, nguồn đất, nước, phân bón, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo các tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, sản xuất hữu cơ để tạo ra sản phẩm chè sạch là hướng đi để chè Thái Nguyên có giá trị ngày một cao, khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới. Hiện tại đã có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ trong chăm sóc theo quy chuẩn chè sạch, an toàn cũng như chế biến chè theo hướng chất lượng cao để xuất khẩu. Để đảm bảo được cái sản phẩm chè sạch thì nó rất là nhiều cái yếu tố kết hợp. Đầu tiên là mình phải chọn đất này, xong là chọn giống chè này, rồi là chọn vùng nguyên liệu này. Vùng nguyên liệu thì phải đảm bảo là không gần khu công nghiệp, không gần, đảm bảo về môi trường, đảm bảo về nguồn nước và là không gần nơi chuồng trại chăn nuôi. Thế và yếu tố thứ hai tiếp theo là cách trồng, chăm sóc, chế biến và thực hiện theo các cái quy trình đều phải đảm bảo tiêu chuẩn đúng quy định. Theo cái tiêu chuẩn mà đã quy định thì chè mới có một cái chất đủ tiêu chuẩn là hương thơm, vị đượm và nước xanh. Chúng tôi cũng đã kết nối cùng với các cái doanh nghiệp ở bên Mỹ và đến giờ thì chúng tôi cũng đã có hợp đồng và chuẩn bị xuất khẩu vào cái thị trường Mỹ. Để sản phẩm mang thương hiệu chè Thái Nguyên vươn ra thị trường các nước trong khu vực và thế giới, Thái Nguyên đã tổ chức nhiều lễ hội chè, tuần văn hóa chè và nhiều hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển cây chè đến thị trường thế giới. Chúng tôi đã phối kết hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến của Bộ Công Thương để xúc tiến tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư. Chúng tôi mang cái hương sắc đặc trưng nhất của Thái Nguyên, đó là hương sắc trà Thái Nguyên đến với hội chợ. Cũng là một cái cơ hội rất tốt để quảng bá cho cái thương hiệu trà của Thái Nguyên, đệ nhất danh trà vốn đã rất nổi tiếng. Được Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương làm cái cầu nối nâng cao năng lực về cạnh tranh xuất khẩu, rồi là biết cái phương pháp mà giao lưu để kết nối cung cầu ở tại các cái thị trường mà mình có mong muốn để xuất khẩu chè vào đó. Với tổng diện tích hơn 21.000 hecta chè, trong đó có trên 70% được trồng chế biến theo công nghệ Việt Gáp, sẽ là tiền đề để Thái Nguyên thành điểm sáng về xuất khẩu chè. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để tái cơ cấu lại ngành chè. Trước tiên là quy hoạch lại diện tích sản xuất, đầu tư công nghệ và lựa chọn giống cây có năng suất cao, chú trọng xây dựng thương hiệu, hướng mục tiêu xuất khẩu đến các thị trường khó tính trên thế giới.